Truy cập ngay shopbinh.vn, shop bá game Free Fire Liên Quân giá rẻ uy tín chất lượng. Trên shop có rất nhiều sự kiện hấp dẫn như là đua top nhận kim cương khủng và tiền mặt cực kỳ giá trị. Khi đăng nhập đầu tiên vào shop, bạn sẽ được mình lì xì 10k, vòng quay kim cương 100% trúng. Chỉ với 20k có thể nhận được nổ hũ 15.000 kim cương. Truy cập ngay shopbinh.vn. Ok, hello lady and gentlemen. À, chào mừng quý bạn và các vị đã đến với live show giọng hát giờ của ông. Vỗ tay. Em, và để mở đầu cho live show ngày hôm nay, ông xin hát một bài mà chắc chắn các bạn đều không biết. Nhân dịp khai giảng, mình xin hát một bài để cổ vũ tinh thần đi học của các bạn. Cố lên, vỗ tay lần nữa. Yeah. Ok, combo vừa hát vừa nhảy bắt đầu. Thứ hai là ngày đầu tuần, các bé pha phách lung tung. Thứ ba, thứ năm, ngày nào bé cũng khóc dê. Thứ sau rồi đến thứ bảy, cô cho các bé mấy roi. Chủ nhật cả nhà đều điên lên vì bé la hết suốt ngày. Nếu các bạn mà thấy bài hát này của mình rất hay và ý nghĩa thì hãy cho một tràng pháo tay và hãy tặng hoa cho mình nha. Ồ, không ai tặng hoa cho mình à? Không sao, mình đã chuẩn bị hoa rồi. Các bạn không tặng hoa cho mình thì mình sẽ tặng hoa cho các bạn. Yeah. Bông bông, ôi ốc hát hay quá. Từ bé lớn chưa thấy ai hát hay như ốc. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Mình đang ở đỉnh cao của danh vọng. Mình là ca sĩ nổi tiếng. Yeah. Ôi, live show mới có một bài mệt quá. Thôi, ra ngoài sân nghỉ một tí để live show tiếp. Ui, ra đây trời thật là tươi đẹp. Mình lại có nhã hứng hát thêm một bài. Đây sẽ là ca khúc thứ hai của mình. Ba là xúc xích bò, mẹ là xúc xích heo, con là xúc xích gà, ba xúc xích ngon ngon, la la la, nấu với mì ăn liền. What the hell? Uầy, toàn những ca khúc bất hủ trên ngọn cây đu đủ. Thôi. Trời ơi, hôm nay nóng quá, mình ra ngồi đây cho mát một tí. Bà Issa. Ui, hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nhá. Các bạn ơi, trước khi xem tiếp video ngày hôm nay, các bạn đừng quên giúp mình cái bấm like video này, bấm đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký, và xem quảng cáo trong video để ủng hộ mình chút tiền ăn nhá. Cảm ơn các bạn đó rất nhiều luôn. Rồi, và mình đang đứng xem tivi các bạn ạ, đứng như một đứa ngu si luôn. Và trên tivi nhà mình đang chiếu con quỷ đầu loa nhảy như con điên ấy. Con điên trên cao nguyên là có thật các bạn ạ. Và nãy giờ người ta còn chỉ mình một cách có thể triệu hồi cái con quỷ đầu loan này xuất hiện ở đây luôn các bạn. Và bây giờ mình sẽ sang tìm ốc để hai đứa mình thử thực hiện xem có thật không nhá. Xem trên tivi nó nói vậy có đúng không. Không biết ốc đang làm gì ta. Ấy, u người thật, mở cửa dậy đóng cửa vào. À, ui, máy quá, ốc lại đang ngồi giữa sân này. Ôi ốc ơi, sao hôm nay trời nắng thế này em lại ngồi giữa sân này. Em ngồi đây cho mát, anh không thấy tay em đang chém gió à? Anh không thấy nhiều gió à? Em chém từ nãy giờ bao nhiêu gió đấy? Trời ơi các bạn ơi, ốc bị khùng rồi, trời nắng lại ngồi giữa trời nắng hóng mát, em bị ấm đầu à? Thế rồi anh sờ thử xem em có ấm đầu không? Đâu xem nào. Thế rồi ốc bị bệnh rồi, khéo phải đưa đi lên bệnh viện vào khoa tâm thần các bạn ạ. không, ốc lại nguội rồi, ôi nguội quá. Đâu xem nào. Nguội nhanh thế. Nguội nhanh lắm. Rồi ốc ơi, anh vừa xem trên tivi ấy, người ta có chỉ anh một cách có thể triệu hồi tất cả những con quỷ đầu loa nếu mà nó có ở xung quanh ngôi nhà của mình xuất hiện ra đây á. Ồ, thế thì bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi cả một lượt, rồi tiêu diệt một lượt, trừ hết hậu họa về sau luôn, Bê Quy Thành ạ. Đúng rồi các bạn ạ, tại trong những video lần trước các bạn đều biết đúng không, xung quanh nhà mình thực ra có rất nhiều quỷ đầu loa ẩn nấp ấy các bạn. Bây giờ mà tụi mình không biết ấy, khi mà bất ngờ nó xuất hiện là nó sẽ giết tụi mình á, nguy hiểm lắm. Ôi, thế bây giờ họ dạy anh làm như thế nào, anh chỉ em làm cùng với. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn đồ rồi, thôi đi về nhà anh đi, chúng ta lấy đồ anh để trong nhà nó quên không cầm ra đây luôn. Thế thì nhà anh, về nhà anh rồi thì cho em ăn đồ ăn nhà anh nhá. Rước ngay ăn đập ấy. Em hát nhiều em đói quá.
hỏi thế thôi, thật ra em tự lấy được hở, chả cần anh baby thật. Ôi các bạn ơi, chịu ốc luôn. Ốc sang nhà mình cứ như tự tiện như của nhà ốc ấy. Thôi để ốc đi, chả nói nữa. Nè, bạc 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 cá nè, bạc 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 bạc. Ăn ít thôi, ăn ít cho đít nó thở. Khổ ăn đấy, chết ngất đấy. Mai người những cái thùng phi di động, nói bao lần rồi. Xin chai nước nữa, uống cho đỡ khát. Vậy, thôi, đây. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn những cái đồ đây rồi. Đây ốc ơi. Đó. Đây này ốc này. Thấy trên tay anh không? Thôi, 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 uống ít thôi. Stop it. Hết ốc. Các bạn thấy ốc ăn uống như con lợn không? Đúng con lợn, con heo rồi. Em thử kêu ụt ịt xem em đúng con lợn con heo luôn. Ụt ịt ụt ịt. Ụt ịt ụt ịt, ai cho tôi miếng thịt. Đấy, đúng con heo ốc các bạn. Rồi đây, ốc ơi đi ra ngoài sân đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm nghi lễ để triệu hồi con quỷ đầu loa. Hy vọng là xung quanh nhà mình không có nhiều quỷ đầu loa lắm các bạn. Nó mà xuất hiện ra đây cả một làng quỷ đầu loa là chắc là tèo đời tụi mình. Nhưng mà mình làm ở đây sẵn thôi, nhưng mà đến buổi tối thì nó mới có khả năng triệu hồi, nhất đặc biệt vào lúc 3 giờ sáng. Vì vào lúc 3 giờ sáng ấy các bạn ạ, lúc đấy là trời nó sẽ rất là tối và âm u. Lúc đấy là cơ hội cho quỷ nó dễ xuất hiện đó. Rồi bây giờ anh sẽ làm cái khu tế lễ ở đây để triệu hồi quỷ đầu loa. Ôi, chúng ta sẽ gọi Bê Quy Thành là Bê Quy Thành Pháp Sư. Đấy, mình là Pháp Sư diệt quỷ nha các bạn. Đấy, Pháp Sư đẹp trai nhất trái đất luôn. Ok, em sẽ để đây và trình bày một ca khúc của Vũ Bê Quy Thành, chứ em chả làm gì. Thôi, ok. Thôi thôi, anh xin em đừng hát nữa. Hát tí con chó nhà hàng xóm nó sang nó cắn hai đứa chết đấy. Em muốn hát mà. Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao, là thành ca sĩ, là thành ca sĩ. Ca sĩ si chuồng cõi à? Có biết si chuồng cõi là gì không? À? Si chuồng cõi là gì? Là coi chuồng sĩ. Thôi 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 thôi, xin lỗi. Rồi, đây, xem anh làm cái chỗ tế lễ để triệu hồi quỷ đầu loa này. Ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ cần những cái viên đá địa ngục các bạn. Cái này chúng ta phải xuống tận địa ngục để đào á. Rồi. À, chúng ta sẽ xếp nó thành hình dấu cộng á. Đấy, đặt như này. Hình chữ thập hay còn gọi là hình dấu cộng các bạn. Rồi, vào giữa này chúng ta sẽ sử dụng cái loại cát, đó là cát linh hồn. Wow. Đó. Rồi. Đặt xuống lên 3 block. Đó. Và trên này chúng ta sẽ để ra hai cái đầu thây ma, đầu zombie các bạn. Đó, bên này một cái này. Bên này một cái này. Đó. Cái này tượng trưng cho là cái đầu loa của con quỷ đầu loa đó. À, em hiểu rồi, anh hiểu. Đấy, anh xem trên mạng người ta chỉ như thế. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho nó cái tay. Cái tay thì mình sẽ sử dụng hai cái hàng rào gỗ để hai bên này. Đó. Ồ. Đó, kiểu mô phỏng. Nhìn như là con quỷ đầu loa bị đụt ạ. Đây là mô phỏng thân hình con quỷ đầu loa đó. Bây giờ để triệu hồi được nó ấy, thì đợi đến tối anh sẽ đốt lửa. Đốt lửa ở bốn cái phía của cái đá địa ngục này để nó cháy lên. Thì lúc đấy quỷ đầu loa nó sẽ xuất hiện đâu ạ. Ờ, em biết rồi, em biết rồi. Thế bây giờ bọn mình phải làm gì cho đến tối? Có phải là sẽ đi ngủ không? Em đang đi ngủ, về nhà em có gì ăn cho anh ăn đi. Lúc nãy em sang nhà anh ăn rồi. Làm gì có gì ăn. Rồi, thế đi về nhà em có gì chơi thì chơi. Đi nhanh, đi đi. Về nhà em nghe em hát không? Ok. Mặc dù nghe ốc hát thì kiểu tát vào tai nhưng mà mình vẫn nghe. Đi vào đây, đi vào đây. Lady and gentlemen. À, hình như có một anh Bê Quy Thành. Mà thôi kệ đi, để em làm lại nhá. Lady and gentlemen, chào mừng quý bạn và các vị đã đến với live show của ốc và những người bạn. Thật ra chỉ có một người bạn là Bê Quy Thành, nhưng ốc cứ nói vậy cho nó phông bạt. Ha 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 ha. Ơ, nhảy cái gì đấy, đang có nhạc rồi mà nhảy. Bê Quy Thành dở người à? Anh nhảy mô phỏng cho em đấy, em hát anh nhảy, anh nhảy quá chuẩn luôn, thấy chưa? Hát đi. À, ý anh là dancer đúng không? Đúng, anh là dancer chứ không phải ngáo ngơ nha. Ok con dê, và bây giờ sẽ là một ca khúc mà ốc không hề biết tên. Bê Quy Thành, em biết đấy là nhạc gì không? Nhạc đám ma hả? Bơ vẩn, cái đấy người ta gọi là opera đấy. Em đang luyện giọng opera. Opera. Ôi các bạn ơi, cứu mình với. Ôi,
Ui, ok. Ui, chuyện gì? Em quên hôm nay chúng ta có chuyện gì sao, bây giờ là 3 giờ sáng rồi đấy. Ồ, 3 giờ anh còn chưa ngủ, từ từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chả phải người em phủ, ngày, ối, đập bỏ tivi luôn rồi. Thứ là ốc là đồ phá hoại các bạn, đi cũng phá hoại, đặt lại đi. Ơ, 3 giờ thì làm gì có live show nào tổ chức đâu mà. Rồi, xong đặt cái tivi nó quay ra đây luôn. Thôi, đi ra ngoài đi ốc ơi, nhanh. Đóng cửa vào. Ồ, các bạn ơi, thấy chưa? Trời rất là tối luôn. Trên trời có rất nhiều vì sao rồi. Thật là đẹp, em rất là thích luôn đấy. Ôi, ông nhìn trong rừng không? Tối âm u sợ chứ kìa. Nhìn mấy con heo như mấy con ma ghê vãi. Rồi, ma heo. Bây giờ anh sẽ đốt lửa ở cái khu này đây. Để triệu hồi quỷ đầu loa, xong chúng ta chạy vào nhà nhá. Ở đây anh cũng chưa có vũ khí đâu. May là trong nhà anh có vũ khí rồi, anh triệu hồi xong chúng ta chạy vào nhà anh lấy vũ khí. Ok. Rồi. Cái gì đó? Ốc ghê quá. Em tăng thêm phần kinh dị, anh không thấy gì kinh dị à? Trời ơi, quỷ đầu loa chưa đến mà đã bị ốc dọa cho sợ chết hơn cả là gặp quỷ đầu loa rồi ấy. Hè, bên quỷ thành bị em dọa cho sợ vãi tè. Trời ơi, nó cháy luôn hai cái tay quỷ đầu loa rồi, không biết có thành công không ta, thế mà trên tivi người ta hướng dẫn anh như thế. Ờ, thôi bây giờ cứ vào nhà trước đã. Biết đâu chịu triệu hồi thật thì bọn mình ở ngoài này chúng nó giết cho đấy. Ồ, khéo là đông quỷ đầu loa đến lắm các bạn ạ, nên là bây giờ tụi mình vào nhà trước. Ngó ra cửa sổ tí em nào. Từ từ vào trong tủ lạnh kiếm đồ ăn á. Ôi rồi, ông ơi ăn thịt gà không? Ui ông ơi, mình ăn hết miếng thịt rồi, bây giờ ra ngó xem có thấy cái gì kỳ lạ xảy ra bên ngoài không đi. Ghê quá ạ. Gì ấy? Anh thấy cái bóng đen to to giềng xa xa kìa ốc kìa. Ui, quỷ đầu loa đấy. Đúng là quỷ đầu loa thật rồi các bạn ơi. Trời ơi, thế là người ta nói thật à các bạn. Đấy, nếu mà bạn nào chơi Minecraft sử dụng cách đấy để có thể triệu hồi được quỷ đầu loa xuất hiện rồi. Trời ơi, kìa, đúng con quỷ đầu loa kìa các bạn kìa. Ui, có hai cái loa kìa, nó có răng nữa kìa. Ui, nó cao lắm. Ông ơi, sợ lắm rồi ấy. Anh sợ. Ui, rồi sợ gì? Không cần phải sợ, mau vào lấy vũ khí bắn chết sư nó đi. Thôi, thôi để vào nhà lấy vũ khí đã. Đây. Mình có vũ khí mà đúng không? Đếch sợ đúng không? Anh hôm nay anh không sợ ai hết. Ai gặp anh cũng giết chết. Mấy con quỷ đầu loa mà anh sợ à? Anh là người đẹp trai, anh không sợ ai hết. Sẵn chó. Rồi, đi nhở. Ôi, ở đây có rất nhiều vũ khí này. Đó, lấy vũ khí đi. Rồi, ông lấy vũ khí chưa? Em lấy rồi, anh mau ăn táo vàng đi. Anh ăn quả táo vàng để tăng thêm lượng hồi phục máu các bạn ạ. Chứ bây giờ bọn quỷ đầu loa rất là lợi hại luôn ấy. Ui ông ơi, sao đây anh? Anh thấy gì sai sai? Ui, trên cầu cũng xuất hiện con quỷ đầu loa kìa. Ui, không ngờ cái cách triệu hồi này của anh thật là lợi hại. Ui, mình đã có tận 2 con quỷ đầu loa. Ôi, đây không phải 2 con. Ôi, rồi ôi, cha mẹ ơi, em xỉu đây. Ui, các bạn ơi, nhiều quỷ đầu loa xuất hiện đây quá kìa các bạn thấy không? 1 con này, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con quỷ đầu loa luôn. Trời ơi, buổi tối lại còn xuất hiện cả zombie nữa này. Con zombie này, chán sống à? À, có biết ta là bên quân thành siêu địch lợi hại không? Ốc làm sao đấy ốc ơi? Ngất à? Ngất trên cành quất à? À đâu? Ngất trên nền đất à? Ôi em hôn. Ôi con zombie đằng sau anh, bắn nó. Ui ốc bắn tan xác luôn các bạn. Đấy, ui dồi. Ui dồi ôi. Ốc dã man thế, kinh ấy. Em phải bảo vệ anh chứ. Ui dồi, trời ốc bảo vệ mình luôn các bạn. Rồi, đây các bạn này, thấy không? Quỷ đầu loa đây nè. Ui ốc ơi, con trên cầu đang lao đánh anh nè. Ý à, con này to vậy. Anh bắn bằng súng gì đấy? Ui ôi, đạn của anh bay mất hút tới đằng kia luôn. Rồi. Băng. Mày chết đi quỷ đầu loa. Chúng mày dám xuất hiện đây là chúng mày chọn cái chết rồi. Ui nó khỏe không các bạn ơi. Ui bạn nó đứng ở nhà trước cửa nhà mình nốt luôn. Ui, em nghĩ là cái triệu hồi này của anh có thể khiến cho quỷ đầu loa bị mê hoặc nên nó sẽ không chống lại bọn mình. Mê hoặc đâu, em thử lại gần xem nào. Thế á? Anh bắn chết một con này à? Đâu, chưa chết. Ôi, nó chết rồi, chết một con rồi ốc ạ.
Ừ đấy đấy, chết một con. Ui trong rừng còn một con nữa kìa, trời ơi nó núp sau cái cây kìa. Rồi bây giờ ốc thử lại gần xem nào. Ờ em xem nào. Em nghĩ cái sự triệu hồi này đã làm cho nó bị tê liệt đấy. Hello, em đứng đây từ chiều. Vãi cái em đứng đây từ chiều. Ui, ui, ui. Em không hề đứng đây từ chiều. Này thì tê liệt, nó vẫn lao đến đánh mình đó các bạn ạ. Chẳng qua nó cao quá, còn tụi mình bé xíu à, nên là tụi nó khó nhìn thấy tụi mình hơn. Với lại trời tối nữa. Ui ơi, ui ơi, ui ơi, ông bắn kinh đấy, ui ơi. Ông ơi, đằng sau em, chạy đi. Ui ui, sợ quá. Không được bắn đạt đâu, tao là có súng tên lửa đấy nhá. Tao có súng ngay tao bắn đấy, súng tao là súng siêu to khổng lồ đấy. Dùng súng tên lửa bắn chết đấy. Yeah. Ui ôi, nó canh trước cửa nhà ông luôn. Chết đi. Ui dồi ôi, em bắn một phát vào háng của một con luôn. Đấy, bắn đi. Bắn đi. A few inches later. Ui bắn xịt khói mà nó vẫn chưa chết. Ui hai con nó đến đây rồi. Ui hai con bay đây này. Ui nó đến đây, ông ơi. Lùi 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 lùi. Ôi chết. Ôi. Rồi. Ôi. Anh ơi còn đằng xa kia một con. Ok ok anh nhìn thấy, rồi. Trời ơi. Tiêu diệt nốt, con cuối cùng rồi. Con này gan thật, đến cả tận ngôi làng. Ui nó nhìn thấy anh này ốc này. Ui 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 các bạn. Để ơi em. Thấy em. Ui em bắn lên trời. Ôi ốc kinh chưa các bạn đấy. Như một chiến binh ốc thối. Ui nó trốn. Yeah. Nó tính trốn dưới hang à? Người không trốn được dưới hang đâu. Đúng rồi. Đây Quy Thanh, anh bắn nổ nha người dân. Ui anh ơi nó cút vào mồm em rồi. Ui con zombie, đằng sau em. Mày này. Chết bất xác luôn. Dám xúc được mồm em á, còn lâu. Ôi. Ôi. Ôi hình như hết rồi ốc ạ. Trời ơi. Ôi sau một lúc thì tụi mình đã tiêu diệt một đống quỷ đầu loa luôn. Đấy các bạn thấy không, tụi mình đã thử làm theo trên TV và triệu hồi thành công những cái con quỷ đầu loa xung quanh nhà tụi mình đã xuất hiện hết ở đây rồi các bạn ạ. Đó. Cứ tưởng không có con nào, ai ngờ cả một bầy luôn, cả một làng quỷ đầu loa xuất hiện đây luôn các bạn. Vãi cả ốc ăn đến chục quả táo rồi, ốc bị ngáo rồi. Thôi các bạn ơi, mình đi về nhà đi, ngủ trước đây kẻ ốc. Ở ngoài đấy tí rồi mà quỷ đầu loa đấy bắt ốc đấy. Ây à. Còn lâu mà đấy anh né hơi siêu đỉnh lại. Quỷ đầu ốc đến đây. Đóng cửa đó, đóng cửa. Về nhà ngủ đi, quỷ đầu ốc cái gì. Lại thích đùa mình à. Nào, có về không? Về không hả? Cháu ngoan bác Hồ, em về nhà ngủ đây. Ok các bạn ơi, chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình.